Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là tình trạng nồm ẩm đã chính thức quay trở lại với các tỉnh thành Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay tình trạng nồm ẩm này sẽ chưa có dấu hiệu được cải thiện vì đới gió đông nam tiếp tục hoạt động mạnh. Những cơn mưa nhỏ, mưa phùn thì kèm theo cả sương mù sẽ vẫn diễn ra tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, thậm chí là lan lên cả khu vực vùng núi Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Mưa sẽ tập trung nhiều vào khoảng tối, đêm và sáng. Còn vào ban ngày thì cùng với sự suy yếu của gió đông nam nên mưa sẽ giảm hơn. Tuy nhiên trời vẫn khá nhiều mây, âm u, vì thế nhiệt độ đêm ngày tại các tỉnh phía đông dao động tương đối ít. Và lúc này thì chỉ ở vào khoảng 20-21 độ, sau đó đến trưa chiều nay sẽ tăng lên mức nhiệt 23-25 độ. Độ ẩm tăng cao, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù xuất hiện dày đặc, gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông đi lại cũng như là cuộc sống sinh hoạt của người dân. Nằm xa về phía Tây lại được che chắn bởi dãy núi Hoàng Liên Sơn. Gió đông nam ẩm không lan được tới nên các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La thì hầu như không chịu tác động gì của những luồng gió đông nam ẩm. Thay vào đó thì khu vực này lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn của vùng áp thấp phía Tây. Do vậy nơi đây thời tiết tương đối là khô ráo, trưa chiều thì trời nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày duy trì ở mức 28-31 độ. Không quá ẩm ướt như các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, tuy nhiên dưới tác động của những luồng gió đông nam, sáng nay các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh sẽ có mưa nhỏ rải rác và hiện tượng sương mù thì cũng xuất hiện nhiều nơi nhưng với lượng không nhiều, nên nhiệt độ tại đây thì cũng khá tương đồng với các tỉnh ở phía Bắc, cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 24 độ. Khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Huế mặc dù trời nhiều mây nhưng phổ biến vẫn ít mưa, ban ngày còn có nắng với nhiệt độ thì cao hơn một chút so với các tỉnh phía Bắc, dao động từ 25-28 độ. Còn lại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thời tiết ổn định không mưa, ban ngày nắng nhiều với mức nhiệt tăng dần từ Bắc vào Nam. Nắng nóng nhất tại miền Trung vẫn sẽ là hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Khu vực này nhiệt độ vẫn sẽ dao động trong khoảng 32-33 độ. Thời tiết khô nóng tiếp tục gây bất lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con. Xuôi xuống các tỉnh cực nam của đất nước, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết phổ biến vẫn sẽ là quang mây. Ban ngày thì trời có nắng nhiều, trưa chiều thì trời khá nóng cùng với độ ẩm trong không khí xuống thấp. Tuy nhiên trong khoảng chiều tối mai ngày 3 tháng 4, một vài nơi ở Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Mặc dù mưa không nhiều và chưa thể cải thiện được tình trạng thiếu nước đang diễn ra tại đây, nhưng đây cũng là một tín hiệu vui cho bà con ở khu vực này. Về tình hình nhiệt độ, tại Tây Nguyên nhiệt độ sẽ còn tăng thêm, cao nhất ngày sẽ từ 33-36 độ. Một số điểm thì có thể lên tới 37 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở một vài nơi. Tại Nam Bộ, khu vực các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai thì tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng từ 35-37 độ. Khu vực miền Tây thời tiết dịu hơn đôi chút, nhiệt độ phổ biến đều dưới ngưỡng nắng nóng. Cuối cùng là thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có thời tiết tạnh giáo không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Gió trên biển phổ biến chỉ có cường độ trung bình đến yếu nên sóng biển đều dưới 2 m. Biển lặng và sóng êm nên khá thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 2 tháng 4 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi thông tin nhiệt độ chi tiết tại các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.